Chào em, hôm nay trên tay mình đây là cái con loa loa Marshall Warburg Multiroom. Thì Marshall Warburg Multiroom không phải là một dòng loa quá xa lạ gì đối với anh em đâu, bởi vì nó đã ra mắt ở đây khoảng 2 năm rồi. Và hiện tại cái mức giá của nó cũng rất là cao, nó khoảng là 16.9 triệu. Marshall cũng đã ra mắt con Warburg 2 rồi, tuy nhiên con Multiroom này á, nó vẫn là cái dòng loa duy nhất của Marshall có khả năng kết nối Wi-Fi. Và trong bài viết của mình đã phân tích về cái ưu nhược điểm của con loa này rồi. Thì bây giờ mình sẽ chủ yếu là mình chia sẻ anh em về cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi nha. Thì nếu các bạn hỏi 10 người mua loa Marshall vì lý do gì thì chắc 8-9 người sẽ trả lời các bạn là vì thiết kế của nó và vì tên tuổi của thương hiệu Marshall. Thì thực sự con Marshall Warburg này á, các bạn nhìn kích thước nó lớn nhưng mà nó rất là đẹp. Về cái mặt grill này, nguyên cái logo Marshall hay những cái nút bấm, nút volume ở trên mặt loa này đó, thì các bạn sẽ thấy được cảm giác một chuyên nghiệp và một cảm giác hơi retro một chút xíu. Và nếu các bạn đang có một cái dàn âm thanh ví dụ như là mâm thang chẳng hạn, các bạn cắm dây RCA vào con loa này và để trên một góc, mình thấy cực kỳ đẹp luôn. Nó tạo cái điểm nhấn trong căn phòng, mang cái nét 70-80 rất đẹp. Về ngoại hình thì mình không chê gì nó chỉ cả đâu. Tuy nhiên về tính năng đi ha, tính năng của con này á, mình nghĩ nhiều bạn mua nó về sẽ sử dụng chủ yếu là Wi-Fi. Và đúng như vậy, Wi-Fi tốt hơn Bluetooth rất nhiều. Thì con này nó cả Bluetooth và Wi-Fi luôn, các bạn có thể so sánh trực tiếp. Wi-Fi của nó sẽ có AirPlay này, nó có Chromecast và nó có Spotify Connect. Cá nhân mình thì chủ yếu sử dụng YouTube Music, Castle trực tiếp hoặc là Spotify Connect luôn. Thì các bạn sẽ thấy xài Bluetooth Wi-Fi á, nó tiện hơn ở chỗ là khả năng kết nối và khoảng cách kết nối và độ ổn định. Về Bluetooth các bạn phải lo về khoảng cách này, về vật cản, thì Wi-Fi chỉ cần kết nối vô đúng hệ thống Wi-Fi, setup xong là các bạn xài luôn, ok, không có vấn đề gì hết. Và thậm chí các bạn sẽ thấy một điểm khác nhau rõ rệt về chất lượng âm thanh. Khi xài Wi-Fi các bạn sẽ thấy cái độ động, cái dynamic range nó to hơn, nó lên, nó xuống sâu hơn và dải cao nó lên rõ hơn và chi tiết nhiều hơn. Bluetooth thì tiếng vẫn còn mờ lắm. Nhưng mà về cái phần Multiroom, cá nhân mình nghĩ ở Việt Nam không nhiều bạn sử dụng tận dụng hết cái tính năng Multiroom này. Con này nó sử dụng trên nền tảng Chromecast, Google Home đó, thì các bạn yên tâm về cái chuyện nó tương thích với những hệ thống setup Multiroom khác. Tuy nhiên nó sẽ không mang nhiều điểm đặc biệt, bởi vì như nếu mình so sánh với như Sonos này, như là Denon Hios hay là Dean Audio Music, thì các bạn sẽ thấy những cái loa đó nó khả năng thông minh hơn là một, nó khả năng truyền tải Hi-Res, giải mã Hi-Res, sử dụng những cái dịch vụ stream nhạc như Tidal, như Cubase trực tiếp luôn. Thì con này chỉ hỗ trợ thông qua Chromecast thôi, nó giới hạn về chất lượng âm thanh cũng tương đối nhiều. Và bây giờ mình qua cái phần mà nhiều bạn quan tâm nhất đi, chất lượng âm thanh con này nghe như thế nào. Thì nếu các bạn thường xuyên xem livestream của Audio Tinh Tế thứ hai hàng tuần nha, 8 giờ, thì các bạn sẽ biết tụi mình không vốn dĩ không phải là một fan của Marshall, vì chất lượng âm thanh của loa Marshall trước giờ mình không đánh giá cao. Và thật sự cũng quên, Multiroom này cũng vậy. Đó là sao, cái giải bass của nó rất nhiều và lượng. Con này chỉnh bass trap được, nhưng mà cá nhân mình khuyên các bạn là trap cứ để nguyên đi, nhưng mà cái giải bass giảm đi. Bởi vì cái giải bass của con này đánh rất nhiều và lượng. Các bạn để ra một căn phòng tương đối nhỏ, các bạn sẽ thấy cảm giác tức ngực. Bass rất nhiều và lượng nhưng mà nó không xuống sâu được, nó cứ lên bình, nó không có nội khối. Thành ra các bạn nghe electronic, các bạn nghe pop, K-pop đặc biệt luôn, các bạn sẽ không thấy nó có đủ cái lực và đủ cái punch, đủ cái coi như cái độ mà cứng, độ là mình sung lên á, thì các bạn sẽ thấy nó không quá chuyện đó, nó hơi chậm. Blue Jazz thì ok đó. Tuy nhiên vì nó nhiều mid, nhiều bass quá, thành ra khi các bạn chuyển sang cái giải low mid và giải mid, giải trung âm đó, các bạn sẽ thấy nó mang bị lấn sang và nó mang cái hơi mờ một chút xíu, nó làm mờ đi cái giải trung âm. Các bạn nghe giọng ca nó không rõ lắm. Thứ hai nữa, về giải cao, mình cảm nhận mình thấy nó thiếu chi tiết quá. Nói chung con loa này về chất lượng âm thanh mình thấy cũng, trừ chuyện nó nghe lớn ra thì mình không thích nó. Cá nhân mình nói thật. Về độ quẩy thì ok, con này yên tâm luôn. Mở 80%, 70% là các bạn quẩy tung nóc nhà luôn. Mở 100% thì chắc hàng xóm họ qua luôn đó. Nhưng mà nếu về cái thích, thôi mình kết luôn đi nha. Về cái tính năng thông minh thì nó không bằng Sonos, nó không bằng những con mới như Echo Studio hay Google Home, Apple HomePod. Bởi vì có lẽ nó ra 2 năm nên nó hơi lớn tuổi rồi. Thứ hai, về chất lượng âm thanh, nó sẽ không bằng so với là Apple, những con loa của Dali, Vifa hay là Klipsch, hay thậm chí Bang Olufsen nữa. Bang Olufsen nó cũng hay hơn so với con này luôn. Nên mình nói thật, nếu các bạn muốn mua một cái chiếc loa đẹp và trang trí và công suất lớn thì Marshall Warburg Multiroom rất ok. Nhưng mà về chất lượng âm thanh hoặc là về tính năng thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu khác để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên trải nghiệm cá nhân mỗi người mẫu khác mà, nên nếu được thì các bạn cứ tham khảo thêm đi nha. Nếu các bạn thấy mình sai thì cứ nói thẳng trực tiếp luôn. Cần góp ý gì thêm thì cứ comment trên YouTube cũng như là trên Tinh Tế cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào một video khác và nhớ like, subscribe cho kênh Audio Tinh Tế cho mình nha. Cảm ơn mọi người.